Chúng ta được giao giảng về hạnh phúc từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Đến khi trưởng thành và sẵn sàng bước vào đời, thì những người nổi tiếng, những tinh hoa của nhân loại lại tiếp tục truyền bá không ngừng nghỉ về tư tưởng hạnh phúc. Thế rồi, nhu cầu tột cùng của con người này đang dần dần được biến thành một ngành công nghiệp hàng tỷ đô la, được chi phối bởi những con người mà chính bản thân họ cũng chẳng biết được hạnh phúc thực sự là gì. Bao nhiêu cuốn sách, khóa học, lời khuyên về hạnh phúc, nhưng con người vẫn chỉ quẩn quanh trong vòng lặp của khổ sở. Có chăng tất cả những điều tốt đẹp mà ngành công nghiệp về hạnh phúc mang lại chỉ như là một cơn mưa bóng mây kéo dài vài phút giữa thời tiết nắng nóng lên tới hơn 40 độ C giữa sa mạc rộng lớn Sahara? Vậy nên, những góc nhìn của tác giả Dre tại Spider Room trong video sau đây sẽ cho các bạn biết rằng sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc đến từ phía bên ngoài cả. Đừng trông chờ người khác mang hạnh phúc cho bạn, dù tất cả những ai đang tồn tại trên cõi đời này. Ai ai cũng mong muốn được chữa lành, được hạnh phúc. Cho nên là nó còn nguy hiểm đến tính mạng, suýt chết ở Nam Phi bởi vì là... Đó chính là nhà văn, nhà báo Trương Anh Ngọc. Và chúng tôi đã kết nối được với nhà báo Trương Anh Ngọc, nhà báo duy nhất tại Việt Nam được tham gia bầu chọn danh hiệu Quả Bóng Vàng. Quan điểm của nhà báo Trương Anh Ngọc như thế nào? Ôi, tuổi thơ của anh là một cái tuổi thơ mà nó gọi là gì nhỉ? Nó không bằng phẳng một chút nào cả. Đấy là tuổi thơ của một đứa trẻ mà... Tức là bạn làm điệu bộ là cầm súng bắn như này. Anh rất sốc luôn. Anh bảo không, Việt Nam của chúng ta đâu phải là súng bắn đâu. Cái việc đi ý, nó khiến cho con người ta trở nên khiêm tốn. Bởi vì nó khiến cho mình cảm thấy rằng là mình làm cái hạt cát bé tẹo. Tức là yêu nước cần gì phải vỗ ngực bảo ôi tôi yêu Việt Nam lắm, tất cả các nước khác đều là shit hết, tôi yêu Việt Nam tuyệt vời lắm. Không, em thấy là có rất là nhiều những người phải cố gắng để tạo ra đủ các thể loại drama mà không bao giờ có được cái sự mức độ chú ý như anh đang có. Có bao giờ anh nghĩ đấy là một điều tốt lành? Hãy bấm nút subscribe để cùng chúng mình talk thật là sâu nhá. Tôi đã đọc vô số những cuốn sách nói về hạnh phúc, nghệ thuật sống hạnh phúc dài lâu, bí mật của hạnh phúc. Tất cả các đầu sách bán chạy nói về hạnh phúc. Nhưng thay vì giữ thái độ lạc quan, tất cả chúng ta đều đau khổ và cau có. Bên cạnh vô số những cuốn sách nói về hạnh phúc, có rất nhiều những diễn giả truyền cảm hứng và các nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực này, chưa kể đến những thứ được truyền động lực khắp các mạng xã hội. Mỗi tác giả, diễn giả, nhà khoa học, thậm chí là cả meme, mỗi loại có một đơn thuốc khác nhau mang tới hạnh phúc. Nhưng họ thường có xu hướng tuyên bố rằng hạnh phúc là những thứ như chánh niệm, biết ơn, tích cực, cảm thông, tình bạn, vân vân. Bí mật thực sự là chúng ta vẫn còn khốn khổ rất nhiều là đằng khác. Khoảng gần 12% người Mỹ sử dụng thuốc chống trầm cảm và tỷ lệ nghiện ma túy ngày càng tăng được ghi lại rất nhiều. Có vẻ như là chúng ta càng tìm kiếm hạnh phúc thì nó càng lẩn trốn. Nhưng mặc dù chúng ta thất bại trong việc tìm hạnh phúc, ta vẫn thấy cuộc hành trình để đạt được nó rất hấp dẫn và những người buôn bán hạnh phúc kiếm được rất nhiều tiền từ nó. Định kiến văn hóa của chúng ta coi hạnh phúc là đức hạnh tối thượng, làm giảm vai trò của gen, hoàn cảnh và thậm chí là cả giấc ngủ và các loại hormone trong việc kích thích tâm trạng của ta. Mọi người trong cộng đồng đều sùng bái thứ được gọi là hạnh phúc và nó còn lấn sân sang cả việc làm cha mẹ. Khi chúng ta tập trung vào việc làm cho con trở nên thành công và giỏi giang, ta chỉ muốn làm cho con hạnh phúc. Nhưng dù thế đi chăng nữa, một khảo sát gần đây cho thấy 52% sinh viên đại học cảm thấy tuyệt vọng. Những kỳ vọng ảo tưởng về chuyện duy trì hạnh phúc tạo ra một sự phi lý giữa lý tưởng và khả năng. Thật khó để không cảm thấy mình như một sự thất bại đầy tuyệt vọng nếu như mục tiêu nhắm đến là khoái lạc bất tận. Martin Seligman là một trong những học giả dẫn đầu trong tâm lý học tích cực. Cái khuyến khích chúng ta tập trung vào những mặt tích cực về tâm lý và những cơ hội, chứ không phải tiếp cận theo cách giải quyết các vấn đề bệnh lý học. Ông đã viết vài quyển sách và dạy những lớp học về hạnh phúc ở trường đại học Pennsylvania tại Mỹ. Ông thuyết giảng về những lợi ích của chủ nghĩa lạc quan và dạy chúng ta rằng một cuộc sống có ý nghĩa là những tiếng cười bất tận. Ngay cả khi sách của ông nằm trong top sách bán chạy và lớp học của ông luôn kín chỗ, việc định hình hạnh phúc và việc áp dụng nó là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Việc tôn thờ mà chúng ta dành cho những quyết tâm, những vòng lặp đi lặp lại của bản thân và tình bạn biến hạnh phúc thành những thứ phù hợp tự nhiên cho những mục tiêu cảm xúc của chúng ta. Và điều dễ thấy là bên dưới bề mặt của hạnh phúc là chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vị kỷ trở thành gốc gác của mọi hạnh phúc.
mà có lẽ nó đã góp phần làm quá lên phong trào đi tìm hạnh phúc. Khi hạnh phúc được định nghĩa hẹp dần với cảm giác thay vì sự lành mạnh, bình yên về mặt tổng thể, nó luôn nằm ngoài tầm với. Một trong những người tin rằng hạnh phúc là đáng để theo đuổi và là một trong những người đi đầu của phong trào xã hội là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng toàn thế giới, Oprah Winfrey. Trong cuốn sách Oprah, The Gospel of an Icon, tác giả Catherine Lofton mô tả cách thức mà Oprah đồng hóa vật chất với bản thân và thương hiệu của bà đã mang tới khao khát tìm kiếm hạnh phúc như thế nào. Oprah đã trở thành hiện thân của một meme truyền cảm hứng. Bà thậm chí còn nổi tiếng vì biến việc ăn bánh mì thành trải nghiệm tinh thần. Tour diễn Sống cuộc đời tốt nhất của bà và chương trình Super Soul Sundays được tạo dựng dựa trên quan điểm rằng tìm kiếm hạnh phúc có thể đạt được dù nó có ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mỉa mai thay, các trợ lý của Oprah có vẻ như là không được sống cuộc đời tốt nhất cho lắm. Trong mùa thứ 25, Oprah ở hậu trường và podcast Oprah được tạo nên như thế nào? Chúng ta biết được rằng những người chịu trách nhiệm làm nên các show truyền hình của Oprah giúp lan truyền các thông điệp về chăm sóc bản thân đã phải làm việc nhiều giờ liền, ăn trên đường đi và chịu đựng stress kinh khủng. Trong một tập của mùa 25, Oprah nói với giám đốc sản xuất Sherry Salada rằng "Tôi và cô sẽ không thể sống nổi nếu chúng ta vẫn giữ nhịp độ như thế này." Bà tiếp tục, "Tôi không thể tiếp tục với tốc độ mà tôi đã giữ trong vòng 25 năm và tiếp tục làm tốt mọi thứ." Họ thảo luận về công việc đến tận 3 rưỡi sáng và làm một hành động tuyệt vọng là gọi món khoai tây chiên. Có vẻ như ngay cả sứ giả của hạnh phúc cũng không thể giữ được nó. Qua nhiều năm, thương hiệu Oprah đã tiến hóa từ talk show thành một huấn luyện viên cuộc sống cho hàng triệu người hâm mộ. Khả năng kết hợp tâm linh với giải trí được thể hiện qua một không gian phàm tục thay vì tôn giáo. Tương tự như vậy, các không gian tôn giáo đang cố gắng đưa vào những thông điệp khác, cái mà họ gọi là thuyết giáo thực tế. Đây có lẽ là điều phổ biến nhất trong truyền giáo truyền thống, khi phong trào hạnh phúc đã thổi một luồng gió mới vào đời sống tôn giáo của mọi người và mọi người đến nhà thờ ngày càng nhiều để được che chở dưới cái ô phúc âm thịnh vượng. Phúc âm thịnh vượng dạy rằng đức tin sẽ mang lại cho bạn sức khỏe và sự giàu có trong cuộc đời này. Hãy tin vào Thiên Chúa và bạn có thể nhận được phần thưởng là sự thịnh vượng về tài chính và sức khỏe ngay hôm nay. Năm 2011, tác giả người Mỹ Joel Osteen viết một cuốn sách trở thành bestseller của New York Times với tựa đề Every Day a Friday, How to be Happier 7 Days a Week. Tạm dịch, mỗi ngày đều là ngày thứ 6, làm sao để hạnh phúc 7 ngày trong tuần. Trong cuốn sách, ông gạch ra 4 quy tắc để khiến bạn hạnh phúc hơn. Ông khuyến khích mọi người tìm một thứ gì đó để hạnh phúc mỗi sáng và học cách phớt lờ những điều nhỏ nhặt khiến ta bận tâm. Trong những thông điệp đó, dù cho có hấp dẫn đến đâu, nó lại thiếu đi tính bền vững. Hầu hết chúng ta đều biết rằng vượt qua các trở ngại sẽ là thuận lợi. Thế nhưng cuốn sách này đã bán được hàng triệu bản. Có lẽ chúng ta vẫn tiếp tục mua những cuốn sách như vậy bởi vì các nhà quảng cáo hứa hẹn rằng mua mấy thứ như vậy sẽ giúp chúng ta hạnh phúc hơn. Trong series phim truyền hình Mad Men, nhân vật Don Draper nói rằng quảng cáo dựa trên duy nhất một thứ, hạnh phúc. Mọi người đều biết rằng tiền không mua được hạnh phúc, nhưng chúng ta vẫn ngưỡng mộ người giàu và nổi tiếng bởi vì chúng ta tin rằng họ hạnh phúc hơn, mặc dù họ vẫn nghiện ngập ly hôn và những người này cũng chẳng khác gì chúng ta. Ấy thế mà chúng ta mua đủ các thứ, các loại sách khiến chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà dù mua đủ các thứ chúng ta vẫn không hạnh phúc, thế thì giờ phải làm sao? Dọn dẹp. Triết học về chủ nghĩa tối giản có thể là cứu cánh cho thói quen mua sắm vô độ. Chúng ta nên bỏ đi tất cả mọi thứ mà các nhà quảng cáo khuyến khích chúng ta mua. Trong cuốn sách The Life, Changing Magic of Tidying Up, tạm dịch, phép màu đổi đời của việc dọn dẹp. Tác giả Marie Kondo khuyên rằng đồ vật nên là thứ chuyển hạnh phúc cho ta, và nếu chúng không thể làm thế thì nên vứt nó đi. Một khi chúng ta được vây quanh bởi những thứ đem lại niềm vui thì ta sẽ hạnh phúc. Tôi nghi ngờ điều này. Tuy nhiên, có rất nhiều người sau khi mua sách của Kondo đã vứt đi hàng đống thứ phủ đầy bụi trong nhà mình. Sự thành công của Kondo là hiện thân của việc chúng ta khao khát được chữa lành như thế nào. Ta đọc sách, ta có niềm tin, ta mua đủ thứ và ta vứt đi đủ thứ, nhưng ta vẫn theo đuổi hạnh phúc. Có lẽ là vì chính việc theo đuổi hạnh phúc khiến hạnh phúc không thể thể hiện được ra ngoài.
nhưng tôi có lẽ sẽ vẫn đọc một cuốn sách khác về cách viết lại bộ não của tôi vì niềm vui. Theo dõi các tài khoản Instagram của những người có nhà cửa gọn gàng và mua đồ vì một người nổi tiếng bảo thế. Oprah ít nhất đã đúng về một điều, ăn bánh mì là một trải nghiệm tinh thần và nó làm tôi rất hạnh phúc, ít nhất là trong một phút. Thế giới không thể vận hành nếu thiếu ngành xã hội và nhân văn. Vậy ngành xã hội nhân văn có gì? Phát triển sự nghiệp trong ngành này ra sao? Khoa học xã hội giải quyết những vấn đề gì cho con người? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì? Đặt mua sách ngay tại nhà sách Spyroom. Ý kiến của bạn như thế nào sau khi lắng nghe những chia sẻ của tác giả Dre? Hãy để lại bình luận phía bên dưới video để chúng mình biết nhé! Nhớ ấn like và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình. Còn nếu các bạn muốn xem thêm các bài viết như trên thì hãy truy cập vào website của nhà nhịn là spyroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!